mỗi 4 năm một lần. Chúng ta, mặc dù ở Việt Nam, vẫn đổ xô đi hóng hớt những thông tin sốt dẻo và nóng hổi từ một cuộc bầu cử tổng thống ở tận phía bên kia bán cầu, khi một trong những đất nước quyền lực nhất trên thế giới là Mỹ tổ chức những cuộc tranh cử quyết liệt giữa các ứng viên. Mỹ không giống với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, khi nơi đây có hệ thống bầu cử hoàn toàn đặc biệt và là quốc gia duy nhất sử dụng thể chế bầu chọn nguyên thủ quốc gia theo hệ thống đại cử tri. Để giải thích một cách dễ hiểu, có thể gói gọn rằng việc bầu chọn của người dân không trực tiếp chọn ra tổng thống kế tiếp. Quyết định này nằm trong tay một nhóm đối tượng khác trong hệ thống bầu cử của Mỹ. Vậy, nhóm đối tượng ấy gồm những ai? Liệu người dân Mỹ thực sự có tác động tới việc lựa chọn vị tổng thống tiếp theo hay không? Hãy cùng tác giả Lê Công Thành tại Spa Room mổ xẻ phương thức bầu cử phức tạp và khó hiểu ở Mỹ ngay sau đây. Lời của người viết. Bài viết này được tôi sử dụng thông tin, ý tưởng và kiến thức đa phần đến từ kênh podcast về khoa học Oddly Normal. Tôi cũng khuyến khích các bạn độc giả nghe episode 14 của kênh trên Spotify có tên Của dân do dân vì dân. Ngoài ra, còn có rất nhiều chủ đề khác như triết học, khoa học và cả lịch sử thú vị khác đang nằm tại kênh podcast này. Lưu ý rằng đây không phải quảng cáo được thuê hay bất kỳ hình thức kinh doanh nào, nên mong mọi người đón nhận với tâm thế là tôi đang chia sẻ và lan tỏa kiến thức. Xin cảm ơn. Giới thiệu các thành tố tham gia bầu cử và tranh cử. 1. Đại diện tranh cử. Những người cạnh tranh cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thuộc một trong hai đảng của Hoa Kỳ, đó là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Người xuất sắc và nổi trội nhất ở mỗi đảng sẽ đứng ra đối đầu 1-1 với ứng viên của đảng đối lập. Thông thường, đảng có đương kim Tổng thống nhưng còn khả năng tái tranh cử, tức chưa tại vị hai nhiệm kỳ liên tục, sẽ là ứng viên đại diện của đảng đó nếu nhân vật đó có nhu cầu tái đắc cử. Tuy nhiên, có một ngoại lệ kể từ năm 1968, Joe Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2024 đã quyết định rút lui vì các vấn đề khác nhau. Ở phía còn lại, đảng đối lập không có đương kim tổng thống. Quá trình vận động và chọn ra ứng viên của đảng đi tranh cử thường tương đối dài và phức tạp, kéo từ 2 tới 3 năm trước thời điểm bầu cử và chỉ được xử lý, thảo luận giữa những người trong đảng với nhau. Sự kiện này không thu hút nhiều sự chú ý của đại chúng thế giới, nên ta hãy gói gọn phần này tại đây và tập trung nhiều hơn vào các nội dung quan trọng tiếp theo. 2. Người dân thường. Đây là những người dân có quốc tịch Hoa Kỳ và đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như đủ tuổi và quan điểm chính trị phù hợp. Họ sẽ được tham gia bỏ phiếu tại tiểu bang mình sinh sống. Đây được gọi là các lá phiếu phổ thông. Vậy những lá phiếu này có thực sự chọn ra tổng thống hay không? Câu trả lời là không hẳn. Số phiếu bầu của những người dân phổ thông sẽ chỉ quyết định phần nào. Thành phố cao hơn chính là các đại cử tri sẽ bầu chọn trực tiếp cho ứng cử viên tổng thống. 3. Đại cử tri đoàn, Electoral College. Đây là những nhân vật đại diện cho các tiểu bang của Hoa Kỳ. Những lá phiếu của các đại cử tri đoàn có giá trị quyết định để bầu chọn ra tổng thống. Tuy nhiên, quyết định của các phiếu này ở mỗi tiểu bang dành cho ai sẽ phụ thuộc vào quyết định của dân tiểu bang đó. Vậy, những đại cử tri đoàn này có ai? Ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu từng thành phần của đại cử tri này, sau đó cùng nhau tìm hiểu xem những phiếu đại cử tri đoàn này sẽ được bầu chọn như thế nào nhé. Phần 2. Các phân chia đại cử tri của Hoa Kỳ. Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện và Hạ viện sẽ là hai bộ phận của cơ quan lập pháp quốc gia, có các nhiệm vụ khác nhau trong việc đề ra và xem xét các chính sách cũng như dự luật của tiểu bang được quản lý. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của cuộc bầu cử tổng thống, đại diện của Thượng viện và Hạ viện các tiểu bang chính là các thượng nghị sĩ và các hạ nghị sĩ, có vai trò và giá trị như nhau, khi mỗi người đều tương ứng một phiếu bầu dành cho ứng cử viên tổng thống. Dù cho giá trị bầu cử là giống nhau, nhưng số lượng thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ lại khác nhau ở mỗi tiểu bang. Về đại diện của Thượng viện, mỗi tiểu bang sẽ cố định là hai thượng nghị sĩ, đồng nghĩa là sẽ có hai phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống. Con số này là không đổi ở mỗi tiểu bang bất kể diện tích, dân số, dẫn đến luôn có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, tức 100 phiếu bầu từ thượng viện. Tuy nhiên, về các đại diện của hạ viện hay chính là các hạ nghị sĩ, số lượng của các đại diện này ở mỗi tiểu bang sẽ khác nhau dựa theo dân số của cuộc thống kê theo một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và năm 2028 được dựa trên điều tra dân số Hoa Kỳ vào năm 2020.
Dựa trên số liệu phân bố dân cư của các tiểu bang tại Hoa Kỳ mà 435 ghế của Hạ viện sẽ được phân bố ra đồng đều nhất có thể. Tổng lại, chúng ta sẽ có 535 phiếu bầu tổng cộng từ các đại cử tri đoàn. Mỗi bang sẽ có 2 phiếu từ Thượng viện và tối thiểu 1 phiếu tùy thuộc vào dân số từ Hạ viện. Ngoài phiếu bầu từ Thượng viện và Hạ viện, thủ đô Washington DC hay còn được gọi là đặc khu Columbia đã thông qua tu chính án thứ 23 vào năm 1961 để được cấp thêm 3 vé đại cử tri đoàn ở khu vực này, nâng tổng số phiếu của các đại cử tri đoàn lên tới 538 phiếu bầu. Theo luật bầu cử của Hoa Kỳ, ai được số phiếu quá bán của 538 phiếu, tức ai đạt được từ 270 phiếu đại cử tri đoàn, sẽ là tổng thống chính thức của nước Mỹ. Vấn đề trong tỷ lệ đại cử tri đại diện cho dân số ở từng bang. Mặc dù, như đã nói, số lượng hạ nghị sĩ có phần nào đó đã được cố gắng chia công bằng dựa trên dân số của bang đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự chênh lệch khi có một số bang quá ít người. Ví dụ năm tiểu bang lớn nhất là California, Texas, Florida, New York và Pennsylvania có số lượng hạ nghị sĩ lần lượt là 52, 38, 28, 26 và 17. Chia theo số liệu dân số được ghi nhận vào năm 2020, thì những tiểu bang trên có số lượng hạ nghị sĩ trên dân số vào khoảng 760 đến 770 nghìn dân. Tỷ lệ này đa phần được giữ nguyên giữa các tiểu bang và thường không có sự chênh lệch lớn. Trường hợp ngoại lệ nằm ở các bang có số lượng dân cư dưới 700.000 như là Wyoming khoảng 500.000 dân, Vermont khoảng 600.000 dân. Nhìn rộng hơn trên góc độ toàn cảnh, vấn đề sẽ thấy được rõ ràng hơn khi tiểu bang Wyoming có khoảng 576.000 dân nhưng có tận 2 vé thượng viện và 1 vé hạ viện, chia ra là 1 phiếu đại cử tri đại diện cho 192.000 dân. Trong khi đó, tiểu bang California với dân số 39,5 triệu dân có tổng cộng 52 vé từ Hạ viện và 2 vé từ Thượng viện, chia ra là 1 phiếu của đại diện cử tri toàn California đại diện cho hơn 731,5 nghìn dân ở đây, cao gấp 4 lần so với tỷ lệ của tiểu bang Wyoming. Từ ví dụ này, ta có thể thấy rằng ở mỗi bang, giá trị đại diện cho dân chúng cho một phiếu đại cử tri có sự khác biệt rất lớn, khiến việc bầu cử đôi khi tạo ra nghịch lý rằng một vị tổng thống đắc cử nhưng sự ủng hộ của dân chúng xét trên tổng thể toàn quốc gia lại không bằng đối thủ thua cuộc. Cụ thể thế nào thì hãy cùng tìm hiểu cách mà nhân dân Hoa Kỳ có thể tác động đến kết quả bỏ phiếu thế nào mà lại dẫn ra được nghịch lý như vậy. Cách một tổng thống được bầu chọn dựa trên số phiếu phổ thông và số phiếu của đại cử tri. Như đã giải thích ở trên, người dân không thực sự trực tiếp bầu ra tổng thống, mà chính số phiếu đại cử tri đoàn mới là con số quyết định xem ai sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, ở mỗi tiểu bang, chính những người dân bầu chọn cho ứng viên nào, hay nói đúng hơn là đảng nào, sẽ quyết định xem toàn bộ số phiếu đại cử tri đoàn của bang đó sẽ dành cho ai. Cụ thể hơn, nhìn vào biểu đồ đang được hiển thị trên video, ta có thể thấy ở mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ luôn có sự xen kẽ giữa những bộ phận người dân ủng hộ đảng Dân Chủ màu xanh và người dân ủng hộ đảng Cộng Hòa màu đỏ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản đồ thống kê của cuộc bầu cử tổng thống, ta có thể thấy rằng các tiểu bang luôn chỉ thiên về một trong hai đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa, thay vì có sự phân hóa như dân số ở bên trong. Vậy thì tại sao? Thực ra, các lá phiếu phổ thông từ người dân đóng vai trò xác định đa số góc nhìn chính trị của bang đó. Nếu một trong hai đảng đạt quá bán số phiếu phổ thông trên quy mô tiểu bang, tất cả các số phiếu đại cử tri đoàn của bang đó sẽ dành cho đảng được ủng hộ nhiều hơn. Tức là cho dù chênh lệch chỉ vài phần trăm ủng hộ giữa đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, tất cả số phiếu bầu vẫn sẽ dành cho bên đạt quá bán. Ngoài lại đặc biệt một chút, đó là hai tiểu bang Nebraska và Maine sử dụng phương pháp bầu cử khu vực. Cụ thể, người thắng trên toàn tiểu bang sẽ vẫn nhận được hoàn toàn 2 phiếu bầu cử từ Thượng viện. Còn đối với các số phiếu của Hạ viện, chúng sẽ được chia ra từng khu vực địa lý và ứng viên nào chiến thắng trên khu vực nào sẽ nhận được lá phiếu bầu cử từ khu vực đó. Điều này dẫn đến một nghịch lý tương đối hy hữu, đó là có trường hợp số phiếu phổ thông bầu bởi dân chúng dành cho người đắc cử lại thấp hơn số phiếu phổ thông của người thua cuộc. Cụ thể, vào năm 2016, trong cuộc đối đầu giữa Hillary Clinton và Donald Trump, dẫu cho Trump đã chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri đoàn, được 30 trên 51 khu vực bầu cử của Hoa Kỳ. Nhưng dựa trên số phiếu phổ thông, Trump lại thua Hillary Clinton gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông, tức là gần 3 triệu người dân Mỹ ủng hộ Clinton đắc cử hơn Trump. Chính nghịch lý này tạo ra một làn sóng phẫn nộ nếu như người được nhân dân ủng hộ nhiều hơn lại không được đắc cử.
Bên cạnh đó, tận dụng sự phức tạp của hệ thống bầu cử Mỹ, các ứng viên đã hình thành một chiến thuật khôn ngoan và chọn lọc để có thể thắng được cuộc bầu cử này. Hãy cùng tìm hiểu cách họ lên chiến thuật như thế nào ở phần tiếp theo. Chiến lược bầu cử có chọn lọc tại các bang chiến trường. Có lẽ bạn còn cảm thấy xa lạ với định nghĩa này, vì nó cũng chỉ được biết đến rộng rãi vào cách đây gần 40 năm khi George H.W. Bush tranh cử tổng thống vào năm 1988. Theo Scholes và đồng biên tập của anh ấy, Stacey Hunter Hatch, đăng trên tờ báo Time, định nghĩa rằng bang chiến trường là những bang có tỷ lệ ủng hộ chênh lệch giữa hai ứng viên bầu cử nhỏ hơn hoặc bằng 5%. Và những tiểu bang này, những lá phiếu đại cử tri đoàn dành cho ứng viên của đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa thường xuyên thay đổi. Ví dụ như tiểu bang Florida, một tiểu bang chiến trường nổi tiếng mỗi kỳ bầu cử, đã thay đổi liên tục khi trong các năm bầu cử. Giai đoạn những năm 2000 tới năm 2004, tiểu bang này dành ủng hộ cho đảng Cộng Hòa của George H.W. Bush và sau đó dành sự ủng hộ sang đảng Dân Chủ của Barack Obama vào năm 2008 và 2012. Rồi tiểu bang này lại ủng hộ Trump thuộc đảng Cộng Hòa vào năm 2016. So sánh với các tiểu bang không phải bang chiến trường, thông thường các ứng viên tranh cử cũng sẽ không ưu tiên đi đến đây vì kết quả bầu chọn đã rõ ràng ngay từ đầu. Tại tiểu bang California, đây là nơi đông dân và có số phiếu đại cử tri nhiều nhất nước Mỹ với 55 phiếu đại cử tri. Nhưng đây lại là tiểu bang luôn có quan điểm chính rõ ràng, ủng hộ đảng Dân Chủ. Nói cách khác, đây là một tiểu bang an toàn của đại diện đảng Dân Chủ. Cho nên cả đại diện của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều không mặn mà vận động tranh cử ở đây vì một phần tiểu bang đó quá an toàn để bỏ phiếu cho Dân Chủ. Phần việc quá khó cho đảng Cộng Hòa để thay đổi số lượng người ủng hộ hùng mạnh như vậy. Quay trở lại câu chuyện của bang chiến trường, dù số phiếu có thể thấp hơn một vài tiểu bang khác, nhưng vì tỷ lệ ủng hộ tại đây tương đối xích xoát nhau, nên các bang chiến trường thường sẽ là nơi được nhắm đến để tổ chức các cuộc vận động, tốn nhiều chi phí để xê dịch vài phần trăm ít ỏi tại những nơi đó. Ước tính vào năm 2020 của CPR trong việc đánh giá các đại cử tri đoàn, chỉ có 86 phiếu bầu trong các bang chiến trường, tức chưa tới 16% trong số 538 phiếu, bao gồm Arizona 11 phiếu, Florida 29 phiếu, Michigan 16 phiếu, Pennsylvania 20 phiếu và Wisconsin 10 phiếu. Dẫu ít ỏi là vậy, nhưng một ước tính khác được thực hiện bởi Brookings cũng chỉ ra rằng hơn 75% chi tiêu dành cho các cuộc vận động tranh cử là dành cho các bang chiến trường này. Ví dụ, tại tiểu bang Florida, số lượng chiến dịch mà Donald Trump đã thực hiện vào năm 2016 là 36 so với 35 của Hillary Clinton. Chính con số chênh lệch trên cũng chỉ giúp Trump hơn được Clinton khoảng 100.000 phiếu phổ thông từ người dân Florida trên tổng số hơn 9 triệu dân. Nhưng như vậy là quá đủ để Trump nhận được 29 phiếu đại cử tri đoàn tại Florida vào năm đó. Lợi điểm của phương thức bầu cử đại cử tri đoàn đối với nước Mỹ. Qua tất cả những phân tích, thậm chí là những nghịch lý xoay quanh vấn đề giữa sự ủng hộ của người dân và kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử, câu hỏi đặt ra đó là lợi ích của việc giữ một thể thức bầu cử mang tính phức tạp và khó hiểu như vậy để làm gì? Thực ra, cũng có những lợi ích sau đây để giúp cho đất nước Hoa Kỳ từ thời lập quốc giữ được một xã hội phức tạp và đa dạng đến từ nhà nước liên bang này. Đầu tiên, đó là lợi ích trong việc giữ quyền lực của các phe lớn cân bằng với phe nhỏ hơn. Từ xa xưa, khi chưa có 50 bang như bây giờ, Hoa Kỳ luôn phải liên tục sáp nhập và hợp nhất các khu vực cận lại với nhau. Những khu vực này có sự phân chia phức tạp và bộ quy tắc riêng như một quốc gia. Chính vì sự phức tạp đó mà các gia già dân tộc của Mỹ khi thương lượng sáp nhập các tiểu bang lại với nhau thành một thể thống nhất, phải có một cơ chế để các bang nhỏ vừa có được những tiếng nói nhất định, vừa không bị lấn át hoàn toàn bởi các bang lớn. Vì thế, cơ chế đại cử tri đoàn là một phương pháp để các bang nhỏ luôn có được tiếng nói trong quốc hội mỗi khi bầu cử. Đặc biệt là việc luôn có hai ghế trong thượng viện giúp cho các tiểu bang nhỏ phần nào có được ưu thế so với các bang lớn tại vị trí này. Bên cạnh đó, phương thức bầu cử theo thể thức đại cử tri đoàn sẽ phần nào giúp giảm thiểu công sức kiểm tra lại và đếm phiếu trong trường hợp có sai sót hoặc cần kiểm tra cẩn thận tại một số nơi tranh chấp quyết liệt. Ví dụ, vào cuộc bầu cử năm 2000 giữa George H.W. Bush và Al Gore đã có một số sai phạm và tranh cãi khiến cuộc tranh cử không thể thực sự xác định người chiến thắng trong tình cảnh kết quả đang rất sát sao. Dựa theo một số điều tra và làm rõ, thì tiểu bang Florida được cho là nơi cần được đếm lại số phiếu phổ thông để xác định xem ai là người thắng cuộc. Khi đó, Bush nhận được 246 phiếu đại cử tri, còn Al Gore nhận được 255 phiếu. Chỉ cần một trong hai ứng viên nhận được 25 phiếu từ tiểu bang này sẽ là người làm tổng thống.
Chung cuộc, người ta đếm ra được rằng George H.W. Bush đã nhận được 2.912.790 phiếu, còn Al Gore là 2.912.253 phiếu, tức chỉ hơn 500 phiếu bầu phổ thông trên dân số hơn 5 triệu dân. Chính sự kiện này cũng đã nêu bật lên được lợi điểm của thể thức đại cử tri đoàn trong việc tái kiểm tra phiếu bầu trong một khu vực nhỏ so với các thể thức bầu chọn khác. Và đó chính là những giải thích dễ hiểu và cơ bản nhất về hệ thống bầu cử tổng thống tại Mỹ. Hy vọng các khán thính giả của Spy Room thấy video này hữu ích và hãy chia sẻ thêm và bàn luận với chúng mình về chủ đề này trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!